Đây là em gái ruột phiên bản thứ hai cho chị Kiều, có ý kiến gì không? Mọi người là ai thì có sự gì chị.
Hãy
đừng nói sau lưng mà mình nói xéo được không? Mình nói xéo, mình đá xéo vô đi.
lấy đồng tiền giết ta. Thì đương nhiên đâu có thấy được, nó đã lâu thổi đến vậy rồi. Chị thích khui thì chị khui, chị thích mang về thì mang về. Mời mang về đi chị. Xuân năm nay đã đến rồi em ơi. Hai.
dẫn bước cuộc đời vượt qua những màn đêm u tối, vẫn sẽ thấy